Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 1.982 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.976,93 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.985,42 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 101,865 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin vẫn trong xuống tăng nhẹ, giao dịch quanh mức giá 28.100 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 3,449% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống tăng, giao dịch ở mức 80,920 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm nhẹ một chút sau khi mà tăng rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam. Sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC cộng bất ngờ cắt giảm sản lượng dầu mỏ, khiến cho đồng bạc xanh lao dốc, giá trị đồng bạc xanh sụt giảm mạnh, giới đầu tư đã gom vàng. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong ngày mùng 2 tháng 4, OPEC cộng đã bất ngờ thông báo cắt giảm sản lượng thêm 1,16 triệu thùng dầu trên một ngày. Điều bất ngờ là tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu của OPEC cộng được đưa ra trước một ngày cuộc họp sản lượng định kỳ của OPEC cộng trong ngày mùng 3 tháng 4. Trong bối cảnh thị trường đang kỳ vọng OPEC cộng sẽ giữ nguyên mức giảm sản lượng là 2 triệu thùng dầu trên một ngày trong năm nay, OPEC cộng cắt giảm sản lượng dầu là do 3 tháng đầu năm nay, giá dầu thô Brent giao dịch kỳ hạn tại thị trường London đã giảm khoảng 5%. Ngay sau động thái cắt giảm sản lượng dầu của tổ chức này, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tại thị trường New York ngày 2 tháng 4 có lúc tăng tới 8%. Giá dầu tăng mạnh đã đẩy áp lực lên đồng bạc xanh, chỉ số đô la index đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh trong giỏ 6 đồng tiền chủ chốt thanh toán quốc tế đã giảm mạnh và hiện tại chỉ đứng quanh mức 101,8 điểm. Giới chuyên gia nhận định giá dầu tăng mạnh đã khiến thị trường lo ngại lạm phát tiếp tục tăng cao, đẩy các nền kinh tế tiếp tục rơi vào khó khăn. Lo ngại này có cơ sở bởi hồi đầu năm ngoái, khi một chiến sự giữa Nga và Ukraine bùng nổ, giá dầu tăng vọt buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh xả dự trữ dầu lửa chiến lược nhằm hạ nhiệt thị trường và giảm áp lực lạm phát. Mặc dù cả chính phủ Mỹ và Ngân hàng Trung ương Mỹ thời gian qua đã nỗ lực đưa ra các biện pháp nhằm giảm lạm phát, nhưng đến nay chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ vẫn cao hơn 6%. Theo ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu lửa sau kỳ hạn dài tăng mạnh trong nửa cuối năm nay và năm 2024. Điều này phản ánh tiêu cực về việc thắt chặt nguồn cung tương lai của OPEC cộng. Ngay sau khi động thái của OPEC cộng, giá xăng giao kỳ hạn tại Mỹ cũng tăng vọt. Điều này làm dấy lên lo ngại lạm phát tăng cao trong những tháng tới. Lạm phát tăng buộc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed lại thắt chặt tiền tệ. Trước đó thì nhiều chuyên gia và nhà đầu tư dự báo Fed sẽ không tăng lãi suất thêm kể từ cuộc họp tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, sau khi mà OPEC cộng cắt giảm sản lượng dầu thì giới chuyên gia dự báo Fed sẽ nâng lãi suất cơ bản đồng bạc xanh thêm 0,25% vào tháng 5 tới. Việc tăng lãi suất không chỉ khiến các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn để mở rộng sản xuất mà còn đặt hệ thống ngân hàng vào tình cảnh rủi ro tăng cao, lo ngại rủi ro và đồng bạc xanh mất giá. Do đó mà giới đầu tư phiên đêm qua và rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam đã đẩy mạnh gom vàng nhằm phòng ngừa rủi ro cho dòng vốn và kỳ vọng giá kim loại quý sẽ tăng cao khi mà thị trường bất ổn. Cụ thể, với quỹ SPY Gold Trust ngày hôm qua mùng 3 tháng 4 đã mua dòng thêm 2,02 tấn vàng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay ngày mùng 4 tháng 4 năm 2023, giá vàng trong nước đã có bước tăng khá mạnh mẽ. Dù vậy thì vàng nhẫn bục số 9 hiện tại đang có giá thấp hơn vàng miếng, rơi vào khoảng 12 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, tại ngân hàng Eximbank sáng nay tăng giá vàng miếng thêm 150.000 đồng trên một lượng, mua vào ở mức 66,7 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,1 triệu đồng trên một lượng. Còn với công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng tăng mạnh hơn, tăng thêm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 350.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Mua vào ở mức 66,55 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,35 triệu đồng trên một lượng. Còn với giá nhận bộ số 9 có mức tăng 200.000 đồng trên mỗi lượng, lên mức 54,5 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra ở mức 55,3 triệu đồng trên một lượng. Dù cùng chất lượng vàng bố số 9, nhưng vàng bố số 9 vàng nữ trang đang có giá thấp hơn vàng miếng STC, rơi vào khoảng 12 triệu đồng trên một lượng.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.710.000, tăng 250.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 25.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 20.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.650.000, bán ra 6.700.000, tăng 25.000 ở chiều mua, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều mua, chiều bán ra không thay đổi. Phú Quý SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.640.000, bán ra 6.690.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 14.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.700.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không thay đổi. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.650.000, bán ra 6.690.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.610.000, bán ra 6.740.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Ngân hàng TPBank mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì cũng không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng. So với thời điểm buổi sáng ngày hôm nay thì giá vàng tại đây đã quay đầu giảm và hiện tại đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000; SJC Huế mua vào 6.642.000, bán ra 6.683.000; SJC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.707.000; SJC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000; SJC Bạc Liêu mua vào 6.647.000, bán ra 6.710.000; SJC Quy Nhơn mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000; SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.643.000, bán ra 6.707.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này tiếp tục tăng mạnh trong khoảng từ 83 đến 200.000 đồng trên lượng, hay là tăng trong khoảng 8.300 cho đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Hiện tại đang được niêm yết như sau: nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.515.000, bán ra 5.610.000. Nhận một số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.515.000, bán ra 5.620.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.500.000, bán ra 5.570.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.384.9.000, bán ra 5.514.9.000. Vàng 18K mua vào 3.992.9.000, bán ra 4.192.9.000. Vàng 14K mua vào 3.062.6.000, bán ra 3.262.6.000. Vàng 10K mua vào 2.137.9.000, bán ra 2.337.9.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.